vâng và đến tham dự chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của nhà báo hoàng trọng thủy sẽ cùng chúng tôi để có thể là phân tích và chia sẻ rất nhiều những khía cạnh những vấn đề của đời sống xã hội và ngày hôm nay thì tôi mời nhà báo hoàng trọng thủy cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy nhìn lên màn hình đây ạ à đây là cái hình ảnh tôi nghĩ là rất quen thuộc đúng không nhà báo Hoàng Trọng Thủy về hai cái mặt hàng mà đang được giải cứu hiện nay và đang được lan truyền trên mạng xã hội rất nhiều đó chính là con tôm hùm và dưa hấu lần đầu tiên trong lịch sử và cũng chưa có tiền lệ những mất cái món hàng xa xỉ như là tôm hùm chẳng hạn lại ngậm ngùi nằm trong danh sách để giải cứu nguyên nhân cũng là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 người nông dân xuất khẩu nông sản thủy sản sang Trung Quốc bị gián đoạn dẫn đến là những thứ đắt đỏ như tôm hùm hay là sầu riêng rất giá thê thảm và cần phải được mọi người giải cứu Ừ, tuy nhiên thì việc giải cứu như thế nào thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn luận để tránh cái việc dễ dãi hay là tạo thói quen cho những thương lái tìm cách trục lợi. À, vì sao tôi lại nói là trục lợi ở đây bởi vì là rất là nhiều điểm bán hàng đã treo băng rôn ghi tên là giải cứu, thế nhưng giá bán thì lại rất vẫn rất là cao ừ. hoặc là bán tôm hùm rồi là sầu riêng uh, sầu riêng có chất lượng rất là kém uh, nhằm mục đích là lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để có thể uh, có lợi nhuận cho chính mình và phóng phóng sự ngắn ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy hình ảnh bão giải cứu kiểu ăn theo của dịch Covid-19 trên cộng đồng mạng như thế nào. Giải cứu tôm hùm Khi xã hội lừa lọc nhau, người mua nhầm chứ người bán không nhầm. Hay các bạn xem con tôm hùm mình vừa mua của bạn bán giải cứu. Bị dụ thì có, chứ ruột tôm thế này thì ai muốn giải cứu. Đây là những dòng tin chia sẻ trạng thái bức xúc của người tiêu dùng trên cộng đồng mạng mấy ngày qua khi mua tôm hùm giải cứu. Còn người bán thì đang dòng chia sẻ như thế này quá rẻ cho giá tôm hùm hiện tại. Chúng ta hãy cùng chung tay giúp đỡ các đồng ngư vượt qua khó khăn trong thời gian này. Thực tế, những con tôm hùm này đều là những con tôm chết đông lạnh hoặc bị bệnh. Một số người bán hàng đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để bán với giá rẻ, nhưng lại kêu gọi là mua với giá chung tay giải cứu. Trứng cút, bưởi và nhiều loại hải sản khác được giới buôn lạm dụng gắn mắc giải cứu như tôm hùm, dưa hấu, thanh long nhưng giá bán và chất lượng hàng bán ra không như quảng cáo thậm chí giá còn cao hơn so với bình thường có một thực tế mà nhiều chuyên gia lo ngại là hiện nay việc giải cứu lại ít mang lại quyền lợi cho người sản xuất và người tiêu dùng mà đa phần là người buôn hưởng lợi chưa kể có trường hợp lạm dụng giải cứu sẽ gây hiệu quả ngược khi người bán trà trộn hàng kém chất lượng hàng chủng loại khác để đánh lừa người tiêu dùng À, vâng, để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì tôi xin được mời hòa nhà báo Hoàng Trọng Thủy có thể quan sát hình ảnh mà chúng tôi đưa lên đấy ạ. Một con tôm hùm mà ừ. cái thân của nó chắc là chỉ bằng một phần tư cả thân hình của của con tôm thôi đúng không? Nhà báo có bình luận như thế nào về cái cách mà người ta đang bán những con tôm hùm mang tiếng là giải cứu như thế này? Thực ra thì 90% tôm của Khánh Hòa và Phú Yên thì bán sang bên Trung Quốc. Bây giờ thì Trung Quốc dừng lại thì giải cứu cái hình ảnh này là có thể nhưng có một cái điều mà làm cho người ta không thể yên tâm được là bởi vì là chúng ta thấy là cái phần ăn được nó chỉ chiếm khoảng một phần tư cái con tôm như vậy là cái người tiêu dùng đem tình thương và trách nhiệm đối với lại ngư dân người ta lại phải bỏ đồng tiền ra mua với một cái con tôm nó lại quá đắt như thế này mà đáng lẽ ra là người sản xuất đó là các cái ngư dân là người ta phải được hưởng lợi nhưng nó lại nằm ở như vậy là tư thương đẩy nó giá lên như vậy thì cái tình yêu trách nhiệm người ta đã bỏ và nhầm vào không đúng chỗ cho nên là dẫn đến là người sản xuất vui tôm hùm không có lợi. Người mua thì lại cảm thấy đồng tiền bị áp bức. Và chúng ta thấy rằng là đó chính là cái sự đẩy giá ăn theo và lợi dụng vào đó để mà làm trong cái giải cứu để mà đánh vào người tiêu dùng. Tôi cho đây là một cái hành vi không công bằng ở trong thị trường nếu như không dùng hai chữ bất nhân. Phương tiên nhà báo Hoàng Trọng Thủy hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều những cuộc giải cứu đang diễn ra trên khắp cả nước. Vậy thì cái tâm lý của người tiêu dùng đối với những cái cuộc giải cứu này như thế nào ạ? Tâm lý của những người tiêu dùng hiện nay chia ra thành gần như là chia ra thành hai hướng. Một hướng là hãy trả lại cái thị trường theo như vậy là cung cầu, có nghĩa rằng là sản phẩm như thế nào thì người thỏa mãn người tiêu dùng tương ứng với đồng tiền của người ta bỏ ra và người ta được quyền là hưởng về mặt chất lượng giá nó bỏ ra và tương ứng với những cái điều mà người ta mua như vậy là không cần phải giải cứu nữa và người nông dân các tổ chức kinh tế của nông dân phải tổ chức lại sản xuất và anh phải chấp hành đúng thị trường thì trên cơ sở đó nông nghiệp của chúng ta mới có phát triển nhưng cũng có ý kiến thứ hai cho rằng cái giải cứu của chúng ta vẫn còn xảy ra bởi vì năng lực chế biến sâu của chúng ta hiện nay chỉ đảm nhiệm được có từ 7 cho đến 12% phần hoa trái. Thứ hai nữa là thị trường của chúng ta thì hiện nay chưa hẳn phải là rộng mở. Thứ ba nữa là mặc dù đã ký kết với lại EU, thế nhưng mà, mà tiêu chuẩn Global gáp của chúng ta mới chỉ có 10% nông dân đạt được. Nhưng nếu người nông dân mà bỏ ra chi phí sản xuất lớn như vậy mà người ta lại không thu nhập được những giá trị tương ứng thì anh phải có trách nhiệm đối với lại người nông dân. Và đó cũng chính giải cứu, chính là cái sự cố kết của dân tộc. Về quan điểm của tôi thì tôi cho rằng đó là phải trả lại đúng nghĩa của thị trường. Có nghĩa rằng nó phải được vận hành giữa người tiêu dùng sẽ là người quyết định của thị trường và người sản xuất phải nhận thấy rằng người tiêu dùng đã thay đổi tiêu dùng thì buộc anh phải minh bạch hóa sản phẩm của mình buộc anh phải nâng cao chất lượng và anh phải đáp ứng với cái sự thân thiện của người tiêu dùng có như vậy nông nghiệp của chúng ta mới phát triển còn giải cứu thì chỉ trong cái trường hợp cấp thiết và tôi cũng đã từng và cái cách giải cứu của chúng ta cũng nó cũng phải đổi đổi mới có nghĩa là không phải là kêu gọi về mặt tình thương mà chúng ta hãy tạo điều kiện để cho người tiêu dùng cảm thấy người sản xuất quan tâm đến người tiêu dùng gợi mở cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ đón nhận nó bằng cả tình cảm trách nhiệm và bằng cả về giá trị kinh tế ở đây thì tôi cũng đã biết ví dụ như là ở nhật ở hàn quốc người ta cũng giải cứu nông sản chứ nhưng một loạt thanh niên người ta vẽ lên cái củ cải hình của những cái con ngỗng hình của những cái thanh niên vui cười và cái người sản xuất người ta người tiêu dùng người ta nói là à người sản xuất đã đã đến với mình và đồng thời cố gắng lắng nghe người tiêu dùng và người ta lại mua nó và như vậy là chúng ta thấy là vừa gợi mở cho người sản xuất và tạo được cái sự thân thiện của người tiêu dùng đấy là con đường gặp nhau tốt nhất khi nông sản của chúng ta ế thừa xuống giá và bản thân hai nhà đều gặp gỡ nhau tôi nghĩ là từ một hành vi mà ban đầu chúng ta đề cao tính nhân văn đúng không ạ là một sự giải cứu để giúp cho bà con nông dân của chúng ta gỡ gạt được phần nào vốn trong cái tình thế dịch bệnh hiện nay để tái sản xuất lại trở thành một cái hành vi mang tính trục lợi của các tiểu thương vậy thì cái hành vi này nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy như thế nào trong xã hội thưa nhà báo khi mà người mà đem cái tình thương và trách nhiệm đối với lại người nông dân mà người ta lại bị tiêu một cái đồng tiền áp bức và người ta phải ăn một cái con tôm như thế này và hoặc cái là cái quả dưa mà chúng ta thấy rằng cái là nó nhạt và nó không đúng với lại cái giá của người ta bỏ ra thì đến mức độ nào đó người tiêu dùng người ta sẽ quay lưng lại với lại sản xuất và giữa người sản xuất với người tiêu dùng đã tạo ra một cái khoảng cách và tình trạng giải cứu nông sản ế thừa vẫn tiếp tục theo một cái chu kỳ diễn ra và nó tần suất cao hơn cái điều nó là người ta không tin nhau như vậy là người sản xuất thì khó tin người tiêu dùng người tiêu dùng thì khó tin vào người dân nhưng cái mà cái lỗi đó thì lại nằm ở đám chỗ tư thương từ đám chỗ đó nó làm cho nó cái ách tắc và chúng ta thấy rằng đây là cái nông nghiệp của chúng ta nó sẽ nằm ở trong một cái vòng luẩn quẩn quanh co và nó sẽ cái giải cứu rồi nó sẽ làm cho con người ủy ải ở trong tiêu dùng và người ta sẽ quay mặt lại sản xuất cái điều thứ ba nữa là cái hành vi này nó nó ở nó lên án được cái làm cho cái tình thương của con người đối với lại những cái sự khi mà có những cái rủi ro thì bắt đầu là cái người tiêu dùng sẽ sơ, sơ cứng vâng à, rõ ràng khi mà khủng hoảng lòng, lòng tin của người tiêu dùng nó đã bị tác động rồi thì hàng quá lưu thông trong khu, khu vực nội địa cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy là việc giải cứu nông lâm hải sản trong thời gian qua thì người sản xuất và người tiêu dùng thì hầu như không được lợi mà chỉ có cái lợi cho bộ phận thương mại trung gian. Và khi đã nói đến giải cứu thì hầu như người mua không quá quan tâm đến chất lượng hay là mẫu mã sản phẩm nữa. Và đây là một cái thực trạng cũng đáng báo động đó ạ. Vâng và lợi dụng điều này thì nhiều đối tượng cũng đã trà trộn những cái mặt hàng mà chất lượng không đảm bảo để nhằm trục lợi. Giải cứu đã trở thành chiêu thức để giải phóng những cái mặt hàng tồn động. Ngay sau đây xin được mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những ghi nhận của phóng viên nông thôn chuyển động để hiểu rõ hơn về cái hành vi trục lợi này. Không khó để tìm những điểm bán hàng nông sản tự phát như thế này tại nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội. Dưa hấu, sầu riêng, cam, thậm chí là cả khoai lang cũng được nhiều lái buôn bày bán công khai với giá từ 8.000 đến 13.000 đồng một kg chỉ cần những tờ băng rôn sơ sài với dòng chữ giải cứu, những điểm bán hàng này đã thu hút nhiều người tiêu dùng đến mua. Mong muốn cho người ta bán được hàng mình ủng hộ ủng hộ mua đây là mua của nhà mua rồi đây là mua hộ hàng xóm người ta ăn thấy ngon ra mua. Theo lời giới thiệu của những tiểu thương, đây là thời điểm vàng để bán nông sản giải cứu vì hàng chưa thể xuất khẩu sang Trung Quốc. Thậm chí nhiều người bán hàng ở đây không phải là tiểu thương buôn bán nhưng cũng tranh thủ kinh doanh để kiếm lời. Thế nhưng khi được hỏi về độ đảm bảo an toàn của những nông sản này thì chưa có câu trả lời tỏa đáng. Cô ở quê cô lên với cô chơi cô bán hộ với em thôi. Cô ở nhà cô cũng làm ruộng, thấy lúa. Nhưng bây giờ em nó nhiều nó gọi nên bán hộ cho nó mới buổi. Khoai bây giờ là cứ đóng vào túi tí bóng. Bới ra phơi nắng thì xong đóng túi tí bóng này là chuyên trỏ ra đây thôi không có gì một kiểm nghiệm nữa cả. Đây là anh coi là mới hỗ trợ được em nó bán, đợt này thì nó nhiều hàng quả. đơn ra là hỗ trợ em nó bán thêm. Còn anh thì ngày chính là anh là đi làm nghề dệt ít tất. Ấy. Nói chung là chứng minh thì bây giờ bọn tôi chỉ biết là bây giờ tôi nhập về, đó là qua một cái cái cái, cái công ty, ấy, nó nó đóng tem, mác để nó xuất khẩu hay là nó bán ra thị trường. Ở một khía cạnh khác, không chỉ những nông sản có thâm niên về giải cứu, thời điểm này một mặt hàng được coi là xa xỉ với người nông dân trong nước cũng đang rầm rộ giải cứu đó là tôm hùm. Tại một điểm bán buôn tôm hùm ở Hà Nội, đại diện cơ sở này cho biết mỗi ngày có gần 10 tấn tôm hùm được vận chuyển ra đây để giải cứu. Nói là giải cứu, nhưng giá của hải sản này cũng hơn 1 triệu đồng một kg. Ra đến đây thì mình cả cước xe các thứ thì mình cũng phải tịch lên về gần 600 rồi. Là một cân hàng, đấy là đầu xỉ. Mặt hàng thì chắc là tiếp tục tăng. Vì bây giờ lượng cho qua mấy ngày mình bán thì đã không đủ hàng. Đầu đặt lên đến khoảng 7-8 tấn một ngày nhưng chỉ cung cấp được khoảng 5 tấn một ngày thôi. Đại diện vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng cần xem xét lại các vấn đề giải cứu hiện nay và không loại trừ đây là một trong những chiêu thức để kinh doanh khi thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc còn gặp khó khăn. Thế bây giờ giải cứu tôm hùm thế giờ lại giải cứu cả thế bây giờ một cái lắp ráp điện thoại không bán được thì giải cứu cả điện thoại à hay là Vinfast mà không bán được ô tô thì đề nghị người, người tiêu dùng giải cứu à? Tại sao người ta đặt cái vấn đề là giải cứu? Thứ nhất mình cho rằng tư duy giải cứu và đặt vấn đề giải cứu đến lúc nào đó phải cũng phải nên xem xét lại và không nên dùng cái từ giải cứu hoặc là tư duy giải cứu nữa nó cũng không đúng với quy luật của kinh tế thị trường. Rõ ràng người nông dân sản xuất ra nông sản chẳng ai muốn ngửa tay để xin sự ban phát hay giải cứu. Và để thay đổi tư duy giải cứu như hiện nay thì các ngành nghề cần xem lại cách thức tổ chức sản xuất và xây dựng thị trường cho các ngành hàng để nông sản làm ra không phải giải cứu khi gặp khó khăn về thị trường dân tộc ta thì vẫn có cái tinh thần tương thân tương ái rất là cao bởi vì thế nên là mỗi một cái dịp uh, nông sản bị ế thừa rồi là đầu ra nó quá là lớn nông dân không thể tiêu thụ được hết thì chúng ta cũng đã bắt tay vào cuộc giải cứu thế nhưng mà sau những cái cuộc giải cứu như vậy thì giá nó lại quay trở về như cũ và thậm chí là còn đắt hơn rất là nhiều ừ. um, có thể là ở tại vườn thì vẫn rẻ đấy nhưng mà trong ừ. siêu thị uh, trong những cửa hàng tiện ích thì nó lại vẫn rất là cao uh, tôi còn nhớ là cách đây khoảng vài tháng thì uh, cũng trong chương trình nông thôn Chuyển động chúng ta cũng đã bàn về câu chuyện là tại sao giá cam khi mà mua tại vườn thì nó chỉ có giá là 5.000 đồng một kg thế nhưng mà khi mang lên Hà Nội vào các siêu thị thì nó lên tới 20.000 một kg cơ vậy thì người tiêu dùng họ được hưởng những cái quyền lợi gì ở đây hay là lúc nào họ cũng phải trong cái tình thế bị động chính thương sẽ đẩy giá lên và nằm toàn bộ cái lãi đó nằm ở trong tư thương, thương thế vì sao thì đến khi hết rồi thì nó lại quay lại để mua giá đắt thì chúng ta thấy là nó biểu hiện nó rất rõ này đó là cái nông sản của chúng ta là thu hoạch là tập trung nó chỉ ở trong vòng như vậy là từ như vậy là 20 ngày cho đến 25 ngày khi mà người tiêu dùng đã bắt nhịp được với nó rồi thì lại lại thiếu hàng thì như vậy là bản thân người tiêu dùng lại tiếp tục lại được con lên ở đây tôi muốn nói là người tiêu dùng chưa được nằm đúng với vị trí của người ta trong chuỗi giá trị của thị trường mà chính thị trường phải trả lại cho người ta một cái sự công bằng do vậy là cái yếu tố cái kiểm soát của xã hội về những các cái loại thương lợi dụng vào trong những cái chuyện giải cứu để đưa hàng kém chất lượng và đẩy giá lên thì chúng ta còn làm qua khâu này. Ở trong thời gian vừa qua thì chắc là nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng biết đến là ông chủ bánh mì ABC Bakery đó đã sáng tạo ra cái loại bánh mì bằng thanh long đúng không ạ? Cái vỏ mà nó tím tím chút xíu, ừ. nhìn tôi thấy là cũng khá là vui mắt và cũng có thể là giải cứu được cái số lượng lớn trái thanh long cho bà con của chúng ta. Thế nhưng cũng có một cái thực tế là nếu như mà cái mặt hàng thanh long này sau giải cứu nó lại tiếp tục tăng giá lên mà thị trường người tiêu dùng họ lại ưa chuộng cái mặt hàng bánh mì thanh long này nữa thì cái cái cái, cái người trung gian là cái ông chủ abc bakery này đây. phải ứng phó phải ứng xử như thế nào bởi vì rõ ràng là ừ. ông ấy cũng có lòng tốt để giải cứu trái thanh long và tạo ra một sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng thế nhưng bây giờ khi mà người tiêu dùng đã có nhu cầu rồi thì mặt hàng nông sản này không cần phải giải cứu nữa Nó... chính tôi nói với lại ông chủ là tôi cũng không nên khuyến khích quá nhiều vào trong cái chuyện này vì sao ạ vì đến khi mà thu hoạch của chúng ta đã tạm dừng thứ hai nữa là cái hàng hóa nó thiếu đi thì cái giá bánh mì đó nó lại người chính cái người sản xuất đấy lại phải tiếp tục mua cái giá cao mà khi mua giá cao thì nguyên liệu nó lại hết và đó cũng chính là một cái khe hở để cho mà tư thương Và người ta lại chen chân vào để người ta nó nâng giá lên. Cho nên đó là cái hành vi để mà mà giúp đỡ người nông dân để mà tạo những cái điều kiện sáng tạo giữa để chế biến nông sản để mà đem lại phục vụ cho người tiêu dùng thì đó là một cái hành động cực kỳ tốt. Nhưng nếu như mà chúng ta mà lại phát triển một cách ồ ạt à, hoặc là quá lớn thì cái vòng quay đó nó sẽ lại ném đúng vào những cái người lại sáng tạo ra cho nó thì đó lại là những cái sự thiệt thòi. Và cái bánh mì đợt vừa rồi chúng ta thấy rằng là nó thiếu cũng chính là nằm ở trong cái 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 điều kiện đó. Ở chỗ này phải đưa ra cho chúng ta một cái thông điệp đó là những người làm chính sách, các cái cơ sở chế biến và vấn đề chế biến sâu nằm ở tại vùng nguyên liệu phải đặt lên trên vai của nhà nước và cấp ủy và chính quyền địa phương anh phải giải quyết như thế nào nó một cách căn cơ hơn, nó bền vững hơn và nó phải tiêu thụ lớn hơn và chính cái tiêu thụ ở trong có hợp đồng giữa người sản xuất với lại cơ sở chế biến thì đó mới là cái con đường đi của nông sản của Việt Nam. Người sản xuất và người chế biến cũng như là sẽ tạo cái vòng liên kết đến cả người tiêu dùng trong cái việc là cung cầu nó sẽ được đáp ứng và nó được cân bằng hơn rất là nhiều. Vâng đúng như là nhà báo Hoàng Trọng Thủy chia sẻ cũng như là ý kiến của anh Việt Cường thì những cái nghịch lý xoay quanh vấn đề là giá rồi là lợi ích của người nông dân cũng như là doanh nghiệp sẽ vẫn luôn xảy ra nếu như tình trạng không có chuỗi liên kết sản xuất. Vì hiện nay thì hiện trạng đó chính là kết quả của những cái lỗ hổng mà nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng đã chỉ ra khi mà người nông dân và doanh nghiệp cung ứng chuỗi siêu thị bán lẻ chưa tìm được tiếng nói chung trong cái vấn đề chia sẻ lợi nhuận thì chuyện giải cứu nông sản sẽ vẫn lại xảy ra và người tiêu dùng thì vẫn phải mua đắt còn người nông dân thì vẫn phải phụ thuộc vào thương lái. Vâng và cũng như nhà báo Hoàng Trọng Thủy chia sẻ thời gian tới thì ngành nông nghiệp và rõ ràng các cơ sở địa phương cần phải khuyến khích người nông dân của chúng ta làm ra sản phẩm chất lượng liên kết được với doanh nghiệp để xuất khẩu chính ngạch, không bị ủng ứ nông sản khi mà thị trường Trung Quốc đóng cửa ở khâu tiểu ngạch như thời gian vừa qua. Quan tâm đến khách hàng nội địa nhiều hơn, những người tiêu dùng thân thiết thì sẵn sàng luôn giúp đỡ những người nông dân của chúng ta khi gặp khó khăn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã tham gia trong chương trình nông thôn chuyển động của chúng tôi ngày hôm nay.